Thưa sư con có thắc mắc mong sự giải đáp nếu so sánh một vị bồ tát và một vị tu đạo hoàng thì quả vị ai cao hơn ai ờ, có thái độ ra sao nhiều câu hỏi thì sư um, trả lời từng câu ha ờ, có nhiều người có một cái hiểu lầm đó là gì bồ tát không phải là một quả vị Bồ Tát nó không phải là một quả vị mà đó là một tên gọi à, thành ra có nhiều khi đó sư dùng cái từ là khi Đức Phật còn là một chúng sanh giác ngộ chứ sư không sư không muốn dùng cái từ là khi Đức Phật còn là Bồ Tát tại vì khi mà sư nói khi Đức Phật còn là Bồ Tát ấy, Uh, nhiều người họ hiểu lầm họ cho rằng bồ tát là một quả vị chứng một cái quả chứng thế không phải uh, khi mà mình nói khi mà đức phật là một còn là chúng sanh tìm cầu giác ngộ thì tự nhiên mình thấy, thấy thấy nó rõ ràng thấy nó rõ ràng là và mình bồ tát là gì bồ tát là chúng sanh tìm cầu giác ngộ bồ tát sách -tá, là chúng sanh tìm cầu giác ngộ thì khi chúng ta hiểu được cái ý nghĩa đó, tự nhiên chúng ta biết là cái bồ tát và tu Đậu quần ai hơn ai? Bởi vì sao? Bồ tát là chúng sanh tìm cầu giác ngộ, còn vị tu đạo quần là chúng sanh đã giác ngộ. Một người nó giống như một người á đang trên đường đi tìm vàng, còn một người là đã có được vàng, nó khác nhau. Một người ở trên đường đi tìm lấy một cái bằng tiến sĩ, một người đã có bằng tiến sĩ, thì tự nhiên nó khác. Nhau. Một người đang đi tìm cái uh, uh, học vị uh, bác sĩ đang học đang học để có được cái bằng bác sĩ à, uh, và một người đang làm bác sĩ tự nhiên hơn kém là nó khác nhau biết liền chỉ có điều là cái vị mà đang học bác sĩ đó thì uh, vì đó không chưa có đi ra làm liền mà học xong thì vì đó còn học lên uh, học tiếp nữa Uh, để mà đi ra khi mà tốt nghiệp á thì uh, được làm tới cái chức là viện trưởng, làm được lâu luôn làm viện trưởng, hmm. uh, hoặc Sư ví dụ thôi, sư ví dụ thôi, hoặc là uh, trưởng chuyên khoa đi, trưởng khoa, ví dụ trưởng khoa, còn cái vị bác sĩ mà bác sĩ uh, kia đó, bác sĩ đã là bác sĩ rồi, đã là bác sĩ rồi. Ờ, nhưng mà vị này còn phải phấn đấu uh, 10 năm mới được uh, 10 năm 20 năm mới được lên làm trưởng khoa. ha. Nhưng mà đó khi mà vị này cho đến nha nhắc nha, cho đến khi cái vị bác sĩ này nè, cho vị, vị bác sĩ này lên làm trưởng khoa làm trưởng khoa xong rồi đó, về hưu rồi đó. Về hưu rồi đó. Cái anh sinh viên kia đó, anh sinh viên kia đó, ảnh nó bắt đầu ảnh tập tễnh, ảnh mới đi ra ảnh làm trưởng khoa hơn kém tự nhiên nó rõ ràng à, sư đưa cái ví dụ đó để chúng vị thấy cái chúng sanh tìm cầu giác ngộ là chúng sanh chưa giác ngộ họ đang trên con đường tìm cái cái sự giác ngộ họ chưa được giác ngộ chưa thấy được niết bàn chưa giác ngộ trong khi đó, đó vị thánh sơ quả tu đầu quần là đã thấy được niết bàn mà thấy giác ngộ rồi vì thánh sơ quả tôi đầu quần dù cho vì đó có dễ vui đến mấy đi chăng nữa chỉ còn bảy kiếp nữa là vì đó cũng phải chứng a la hán đây không có tái sanh được khỏi dục quá bảy kiếp rồi vì đó cũng phải chứng a la hán còn cái vị còn cái chúng sanh mà tìm gọi giác ngộ ấy Nên chưa chắc ạ. À. À, chưa chắc à. ừ, con đường đi còn dài lắm còn xa lắm Ờ à, thành ra đó cái chúng sanh tìm cầu giác ngộ nó không phải là một quả trứng mà nó là một tên gọi uhm, nó là một tên gọi chỉ có sơ quả tu Đà quần đấy, nhị quả Tư Đà Hoàng, tam quả a hàm tứ quả a La hán thì đó mới là quả trứng nhớ nhìn, phân biệt dùm khi chúng ta phân biệt được hai cái đó là tự nhiên uh, chúng ta thấy là có sự hơn kém với nhau uhm.